Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Con đi chợ tía dặn gì chưa mà ghiêu ghiếu bỏ đi vậy, biết mua gì mà đi? Con biết rồi. Trời ơi, 3 tháng nay ngày nào mà nhà mình không ăn rau hả tía? Vậy sao? Dạ. Chứ không phải mấy bữa trước á có lộn thịt vô thì qua nhà cái bên nhờ nấu giùm tối ăn đó hả? Làm như tía không biết vậy. Trời ơi, tía ơi, sao tía lớn rồi mà tía nhớ dai quá vậy? Người ta lỡ có một lần thôi chứ bộ. Thôi được rồi, từ nay về sau là con sẽ mua rau suốt cuộc đời luôn. Rồi bây giờ con sẽ ra ngoài chợ, con gom hết nguyên cái vườn rau về cho tía được không? Được, mua hết rau về đây con. Trời ơi, sắp tới có cái vườn rau kế bên nhà. Đi chợ đó con. Dạ. Nhớ mua giùm con mớ sâu nha. Về bỏ vô vườn rau cho nó phong phú. Ngon quá. Ngon quá con ơi. Trời ơi. Ủa con ăn gì ngon vậy? Ăn hủ tiếu của con ba gà. Thôi trời ơi, cái miếng sườn nó ngon, nó béo. Ồ, con thấy có cái miếng gì, miếng thịt hay gì đó, cái cục thịt hay gì đó. Ăn không? Qua đây con cho ăn miếng à. Trời ơi, cho con miếng, con thèm quá. Nhà mình là ăn chay mà. Con đi liền, không ăn thịt, ăn bọng gì hết. Đi. Tía đang ngồi thiền tĩnh tâm nha, đừng để tía nóng nha. Đi, đi liền, không ăn gì hết con. Trời ơi. Nhưng mà mình ăn thịt đi cho nó có mỡ màng tía. Ngon quá. Tía nói không ăn, nếu mà con ăn miếng thịt thì về nhà đừng quất vô nhà, đừng kêu tía bằng tía nữa. Thôi đi chợ đi con, nhịn thèm đi. Dạ thưa tía, con đi chợ. À. Nuốt nó miếng vô. Con ăn rau quyết con hành con sâu cho tía vừa lòng. Sâu mà sâu khỏe con, rau nào sâu nói không sợ. Cắm nhỏ đi, xong nó ra quán hủ tiếu con ba gà. Nó nít cho 3-4 tô. Nó đâu biết đâu, không? Nhỏ thèm thịt thì cho nó ăn thịt đi. Làm gì phải ép tôi sát. Xin lỗi mấy người nghe con, tôi dạy tôi biết nha. Nó về mà nó có cái miếng hủ tiếu dắt trên miệng là tôi bùa đuổi khỏi nhà luôn đó. Còn vô duyên vừa phải thôi. Ăn á, làm ơn đi. Đi về bỏ nó ăn đi. Qua nhà đứng ra cây gì trên gió bay nè. Đang ngồi thiền vừa ngồi không được nè, thấy chưa? Chả ăn miếng đúng không? Đếm vô, đếm vô. Không dám à. Công nhận nha, trời ơi, cái thằng ba gà này nấu càng ngày càng lên tay nha. Trời hồi nãy tôi ăn cái cục sườn nó béo mà nó có cái gân ngân vô nha. Rập nó giòn rồi luôn. Khỏi diễn tả, đây ta đạt tới mức thượng thừa rồi. Mấy cái mỡ màng này nó không có thấm cho tôi được đâu. Hay ăn vừa phải, phụ nữ thì ăn vô cạp luôn cái tô. Để tôi ngồi thiền tĩnh tâm. Ý là nói tôi ăn giống heo đúng không? Kệ nữa, ăn giống heo vậy á. Mà nó ngon, nó đã, cái miệng gì đâu để húp nè. Ngon quá, công nhận cái thằng ba gà dạo này nó nấu nước lèo trời ơi. Nè, tính ghẹo chọc thôi cho tôi đói hả? Dạ. Xin lỗi nha. Cho ông thèm thôi, cái đói gì? Không có thèm đâu. Ông bà ta dạy sao? Qua tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Ăn cho cố vô đi, ăn cho cố đi. Rồi bệnh lúc nào không hay đó nha. Nha, ăn đi. Ông bà dạy hay quá. À. Ông bà dạy là thèm cái gì ăn cái đó. À. Để mai mốt chết thành con ma đói, đúng không? Kệ nó, tôi thèm thịt, tôi cứ ăn thịt cho nó đã đi còn hơn. Trời ơi, có người chảy nước miếng. Tôi chảy là tôi tức đó, hiểu không? Nha. Bà học cái sách nào, thèm gì ăn cái đó. Đúng rồi. Ăn riết rạc cái giống cái áo, giống cái túi đựng thịt vậy không? Mở nó chặn ngoài giống cái đồ bánh tét à. Nè, thấy tôi ốm xanh xao nha, nhưng mà khỏe, khỏe nha. Tôi tập nè, nè, thấy dưa ngồi thiền ra, dưa nhớ người mẫu không? Người mẫu không? Siêu mỏng ha không? Nó nghe, nó nghe. Ông mỏng rồi, cái mặt ra tôi tưởng ông là cục than đó. Trời ơi, ăn rau riết mà ốm nhơm, ốm nhách cực à. Người xanh chành như tàu lá chuối thấy gớm. Bây giờ tôi đề nghị nè, tôi đang ngồi thiền tôi tĩnh tâm mà giờ ăn như vậy là không có được. Đi vô bên kia ăn và không để tôi yên một ngày nào hay sao? Thôi mà. Thôi cái gì mà thôi. Em sao ấy? Trời đất ơi, thiệt giờ đi không nổi luôn á. Cái chân em giờ rung luôn. Thì để đó anh lo cho. Dạ. Thiệt tình á. Lo gì, đáng lẽ lúc đó là anh phải dừng lại, anh phải kiểm soát lại chứ. Làm sao mà anh theo cho kịp thì anh phải ráng anh đu theo em. Giờ nó vậy thì yên tâm đi. Thì biết bao nhiêu bụi không lủi vô. Lủi ngay cái bụi chuối trên nó coi mũ không à. Cái đó là tại em chứ phải tại anh đâu mà.
Nhưng mà làm gì làm, anh là đàn ông, anh phải tập kiềm chế lại chứ. Trời ơi, cái gì cũng khó khăn, cái gì cũng phải tập từ từ thì đúng rồi, không có sai. Anh tập em cũng tập luôn. Em cũng tập luôn, hai đứa mình cùng tập. Ừ, chứ không lẽ đợi gạo nấu thành cơm rồi lúc đó mới tập hả? Trời ơi, chết luôn á, tía giết chết luôn á. Thôi thôi thôi, đi 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 đi, để hỏi tía biết chết à. Đi ra, đi đi đi. Thấy gì không, thấy gì không? Thấy sao không thấy? Trời ơi. Trời ơi, cái vụ đó là bà trời ơi đó. Hả? Bà dẹp cái quạt xuống coi. Bà nhìn cái áo bà đi. Rồi bà nhìn cái này đi. Thấy không? Hai cái màu nó chọi nhau dữ lắm. Trời ơi, màu nổi không vậy? Ít ra bà lấy cái tàu lá dừa như tôi nè, mà đá thân hình không được nhỏ rồi đi rình người ta. Ây da, căng dữ ta. Bà ba. Gì? Nó nói cái chuyện đó phải tập hả? Tập chứ. Tôi thấy nó tỉnh bơ chứ tập cái gì đâu. Ừ. Cái chuyện đó là chuyện tự nhiên mà, cần gì phải tập. Ừ, tôi nghĩ mấy đứa như tụi nó chắc có lẽ là thành công 80 lần rồi đó. Ừ ha. Ừ. Mà công nhận tụi nhỏ giờ nó ghê quá bà. Ừ. Ớn thiệt á. Tôi nhớ tôi ngày xưa nha, thích ai hả, không bao giờ dám nhìn mặt người ta đâu đó. Còn là nhìn lén lén không đó. Nhìn mà bị phát hiện ra hả, mắc cỡ chết. Độn thổ luôn đó, chưa kể về nhà bị ba má quýnh nữa đó. Cái gì nữa, giống như ba tôi hồi xưa đó. Đã nói mỗi lần hẹn với ông chồng tôi đó, đâu có dám. Mỗi đứa phải xin tiền xong đi ra ngoài quán bánh lọt. Ăn miết, ăn mà từ hồi ăn thèm cho tới lúc ngán rồi, xong tới lúc biết nấu luôn rồi mới cưới nhau được đó chứ. Giờ mở quán luôn rồi đó. Thì đó. Vậy hả? Ê, mà nói nghe nè. Vậy? Trước khi mà ăn bánh lọt á là mình phải xin tiền, mà sau khi ăn bánh lọt là mình rủ nhau vô bụi chuối. Cái gì? Tôi với ổng rủ nhau vô bụi chuối. Trời ơi, bà cũng ghê quá ha. Trời ơi, thời đó mà dám vô bụi chuối là bà ghê lắm, mà tao gọi là nít quỷ luôn đó. Chứ gì nữa, ngồi ngoài quán bánh lọt có dám ngồi gần đâu, ngồi xa. Ra quán bánh lọt á thì ngồi xa xa ra nha. Vô bụi chuối chỉ cách cây chuối thôi. Cách gì xa dữ vậy? Vô cái bụi chuối cách cây chuối là ngồi cả xào luôn á. Cách trái chuối hả? Trời ơi bà ba. Hả? Bà nói cái chuyện nó ngọt xớt luôn á. Bà không biết mắc cỡ rồi sao á. Ủa trái chuối, nó trái chuối mắc gì mắc cỡ? Trời ơi, nói kỳ. Tự nhiên đi vô trong đó trái chuối. Trời ơi, trời già mà nghĩ bậy nghĩ bạ. Tôi nói có nghĩa là hôm đó đó là tôi với ổng đi vô trong cái bụi chuối. Nó có nguyên một cái quài chuối mà nó chín rồi, mà chín cây nó ngon quá. Hai đứa ngồi ăn sao hồi còn có con trái, hiểu không? Trời ơi, vậy mà làm hết hồn. Cuối cùng vô trong bụi chuối ăn cái quài chuối đó. Thì đó. Trời. Vậy là cái quán bánh lọt làm mai. Còn cái bụi chuối là làm mối. Thì đó. Cho nên giờ hai người tới với nhau rồi đó. Ê, nhưng mà tính ra mình hồi xưa á, lúc nào cũng trong sáng đúng không? Đúng rồi. Cho dù có vô bụi chuối thì cũng cách nhau một khoảng cách. Còn bây giờ tụi nó vô bụi chuối. Trời ơi. Cái gì nữa? Chết rồi. Ai chết? Chết ông Bảy. Giờ sao? Đi theo tôi, nhanh. Nhanh. Bảy. Bảy ơi, bảy. Bảy ơi. Cái gì? Chuyện động trời không hay gì chưa? Trời ơi, chị lặng nhách luôn nghe chị Tám. Tôi đang ngồi uống trà đọc báo thẳng như chị vô chỗ này biết gì chưa? Chị chưa nói gì sao biết? Bây giờ biết nè. Tôi nghe cái tôi nói mà ông nghe cái ông không tá quả tam tin nữa thôi đó. Còn cái gì mà cái vụ gì? Tôi hay mà tôi còn tớt mồ hôi đây nè, thấy không? Sao mà nói lại đi, nói hoài. Con Thanh á? Nó có bầu. Con Thanh nó có bầu. Trời ơi, tưởng cái gì? Thanh nó có bầu thì kệ nó, thì làm gì tá quả chị này, yếu tim quá. Trời trời, sao ông bình thản vậy? Chứ sao ông bình thản? Cái sớm nào biết bao nhiêu con Thanh. Con Thanh sớm dừa nè, con Thanh sớm lỡ nè, con Thanh sớm củi nè, con Thanh sớm bờ nè. Con Thanh nào đâu mà lo. Thanh con ông. Thanh con tôi nó có bầu á. Trời ơi, làm gì la lớn vậy cha nội? Con gái tôi nó có bầu. Có chữa. Có chữa quan đó, chưa có đám cưới mà. Trời ơi, không có chữa quan, nói gì tầm bậy vậy? Tôi có nói nó có chữa quan đâu. Ông nội đi. Ủa mà thông tin này đâu vậy? Chính mắt tôi thấy, tôi với bà ba thấy luôn. Sao chị kể tôi nghe lại coi. Hai đứa nó chui từ trong bụi chuối chui ra. Thôi gì mà tôi. Em sao? Trời đất ơi, thiệt giờ đi không nổi luôn á. Cái chân em giờ rung luôn. Thì để đó anh lo cho. Thiệt tình á. Lo gì, đáng lẽ lúc đó là anh phải dừng lại, anh phải kiểm soát lại chứ. Làm sao mà anh theo cho kịp thì anh phải ráng anh đu theo em. Giờ nó vậy thì yên tâm đi. Thì biết bao nhiêu bụi không lũi vô. Lũi ngay cái bụi chuối, trời đất ơi, mũ không à.
Cái đó là tại em chứ không phải tại anh đâu mà. Nhưng mà làm gì làm, anh là đàn ông, anh phải tập kiềm chế lại chứ. Trời ơi, cái gì cũng khó khăn, cái gì cũng phải tập từ từ thì đúng rồi, không có sai. Anh tập em cũng tập luôn. Em cũng tập luôn, hai đứa mình cùng tập. Ừ, chứ không lẽ đợi gạo nấu thành cơm rồi lúc đó mới tập hả? Trời ơi, chết luôn á, tía giết chết luôn á. Tôi hỏi ông, một đứa con trai, đứa con gái tự trong bụi chuối chui ra làm cái gì trọng? Trời ơi là trời, con ơi là con. Tôi lôi đầu rồi cho nên tôi nến một trận cho nên sáng mới được. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh. Ông đừng có manh động, để từ từ mình giải quyết chứ. Trời ơi, con chị đi, chị biết chị nghĩ sao mà bây giờ không manh động chứ bình tĩnh làm sao mà bình tĩnh được. Thì làm gì làm, thì cũng phải từ từ, để coi cái thằng đó là con nhà ai, rồi từ từ mình coi nó làm sao. Rồi, chứ mà ông làm quá đi, rồi có cái nó quất ngựa tri phong à, rồi nó không có nhận là cái bầu của nó à. Lúc đó con ông nha, nó nghĩ quẩn nha, rồi nó quẩn trí nha, rồi nó buồn nha, nó đau khổ nè, rồi nó tự giận nó chết. Rồi, lúc rồi, đó coi tự nhiên mình mất con không. Bây giờ được rồi, tôi chấp nhận là chị là quân sư của tôi, bây giờ tôi phải làm gì đây? Làm gì hả? Làm cái gì hả? Bây giờ vậy đi, anh cứ bình tĩnh, coi như không biết gì hết. Cứ giả vờ như không biết con Thanh nó có bầu đi ha. Để tôi đi gặp bà ba, tôi bàn tính kế cho ông. Được lẹ, không? Lẹ đi, ở đây tôi đợi đó nha. Nhớ nghe, không có manh động nha. Xách cái kia ra coi. Trời ơi, che lại chứ, xách gì? Che cái gì mà che, tôi mặc như vậy, che cái gì? Che trời ơi, nấu trần trần không che nó thấy sao? Ông nói nhiều ông dùm quá. Trời ơi, đâu cần che, tôi có cái nấu luôn. Vậy giờ tôi làm sao? Ông che ông kia. Ông che ông đi. Thấy không, thấy không? Rồi làm sao bà? Bây giờ biết sao đâu, tụi nó vô đó nãy giờ rồi. Bây giờ tụi vô tôi lôi động ra chứ sao hả? Khoan. Cái gì? Tụi đừng có nóng tánh như vậy. Ông làm như vậy gọi là bứt dây động rừng. Mà động rừng là rắn bỏ chạy để lại cái bầu. Đó không? Trời ơi. Không sao, yên tâm, bình tĩnh bây giờ ha. Ông nghe lời tôi nha. Ông phải tìm cách vô đó. Xong mình bắt đại trận cái thằng đó. Bắt nó chịu trách nhiệm. Đúng rồi. Chứ mà để con ông mà không chồng mà chữa, hàng xóm cười thúi đầu luôn. Vậy bây giờ tôi nhờ trọng phải không? Đừng có nhờ. Ê, khoan. Bây giờ đợi tụi nó bận đồ vô đã. Cái gì mà nhào vô kỳ vậy? Trời, thấy mấy cái đó là học ngu đó. Trời ơi, nó á rồi kìa, để thôi. Trời đúng rồi. Có chuyện rồi, tới rồi. Ê, chờ, tôi với. Trời ơi, cái cha nội nè. Nhanh. Đau quá sắp xong chưa? Sắp xong rồi, cái gì đâu mà lá. Nhanh lên đi, em chịu hết nổi rồi đó. Cái gì mà không nổi nữa? Trời ơi, hai đứa đây con. Sao rồi? Con tao nè. Lớn chuyện rồi. Dạ. Ủa gì vậy? Dạ. Con còn dám hỏi nữa hả? Tía với hai cô tới đây chi vậy? Bắt tại trận chứ chi? Dạ con. Ủa tụi con có làm gì đâu mà bắt tại trận? Con còn hỏi cơ hỏi cầu nữa hả? Bây làm cái chuyện bại hoại giáo phong như vậy mà bây dám nhìn mặt tía hay sao? Ủa? Con là... Thì tụi bay vô đây để XYZ đúng không? Ủa cái gì? XYZ là sao? Là XYZ. Thôi, con đừng có giả ngu giả ngơ nữa. Tụi cô biết hết rồi. Bữa tụi bay chui vô bụi chuối tụi cô thấy hết rồi. Giờ nói cho ba mày nghe đó. Bà Tám. Gì? Xác định phán này không? Nói đó. Nói phải không? Cầm cổ liền. Cái gì cũng phải bình tĩnh. Tiếp bình tĩnh, tiếp. Bay mà đụng với con gái tao mà không chịu trách nhiệm đó ha. Tao bầm nát như tôi. Thôi. Dạ, con thương Thanh thật lòng mà bác. Đúng rồi, có. Anh thương con mà tía. Rồi xong, có gái anh xác nhận rồi đó. Xong là sao? Có bầu là coi như tụi nó. Ừ. Cũng chuối rồi gốc dừa rồi. Trời ơi. Nè bây giờ nè, có cái gì bình tĩnh nói. Hai cô với ba con rất là có kinh nghiệm. Đúng rồi. Đúng không? Kinh nghiệm từng trải nhiều rồi, mình cứ trải lòng ra. Mày yêu đó thì mày nói, mày dẫn nó vô bụi chuối làm chi, riết cái bụng nó ở ra bây giờ. Bụng kìa, bụng cho bá luôn kìa. Ủa? Em có bầu hả? Có bầu hồi nào? Chà bá gì? Cô nói con cái bụng chà bá mà cô không nhìn lại cái bụng cô. Đó, để cho nó coi. Bụng bà cũng bự kìa. Trời ơi trời, hai cái trống cầu trời ạ. Cái này là do người ta mập chứ không phải là do có bầu. Không phải, có hai cô mới ăn cơm no xong rồi lại đây hả? Mày ở mày. Mày đừng có làm bộ giả lả hả? Xử lý nó cho tôi. Nhưng mà khoan xí, hồi nãy cổ nói vụ gì vô bụi chuối vậy? Dạ à cái bụi chuối là hôm bữa em đi ra rồi anh dẫn xe ra rồi xong rồi cái em nhằn anh đó. Nói à, đau gì đó rồi xong rồi cái nhiệm. Đúng rồi, nói là bây giờ gạo nấu thành cơm rồi, có gì anh chịu trách nhiệm cho. Đó. À vậy hả? Tía bình tĩnh nghe con nói nè. Cái hôm bữa đó chuyện là như vậy. Ảnh đập cho con chạy xe không? Ừ. Rồi cái con không biết bóp thắng, con mới lủi vô bụi chuối. Đó. Dạ đúng rồi. Vậy hả? Đúng rồi. Rồi nhưng mà con học chạy xe chi? Dạ bác ơi, bây giờ con nghĩ là Thanh cũng lớn rồi mà còn chưa biết chạy xe nữa, con phải tập cho Thanh chứ. Đúng rồi, còn cái vụ mà chịu trách nhiệm á, gạo nấu thành cơm gì đó. Ừ. Là cái vụ cái quán này.
quán này. Ảnh sang cái quán này cho con. À? Đó, bây giờ cái quán là của con thì là gạo nấu thành cơm rồi, con là bà chủ rồi. Dạ. Ủa, vậy là con thương Thanh thật lòng. Dạ. Con mua quán này cho nó luôn. Đúng rồi. Dạ. Ôi, vậy thì tiện quá rồi. Dạ. Về nói anh chỉ qua đây hỏi liền, tao gả liền, đám cưới liền tay luôn. Ủa chứ đâu có ai làm gì bậy bạ, bại hoại gia phong gì đâu tía. Ờ vậy hả, vậy thôi, vậy được rồi, vậy thôi, tiến hành đám cưới con. Dạ, nhưng mà ai nói gì, ai nói gì. Nè, hai. Tám. Thôi, vậy đi, coi như hiểu lầm đi. Hiểu lầm gì, mai mốt á, nhiều chuyện là mới nghe nó rõ. Ba sớm ba sáng nói tầm bảy tầm bạ, tôi lên tăng xong tôi theo má nó lệnh là nó một coi đó nghe chưa. Hai bà nội, chống chầu. Thôi có gì thôi, tôi về nghe. Người ta nói xong có khúc người có lúc mà anh mắc gì mà tin tụi tôi vậy. Hai cái khúc của mấy bà luôn bể tai quá. Làm gì cũng phải soi xét chứ đúng không? Đúng ai rồi. Kêu tin chi vậy? Trời. Bác. Thôi. Tám chị nói đúng á. Dạ, hai đứa tụi con á giỏi, tốt, không có chuyện gì xảy ra. Đúng không rồi. Có bầu là mừng rồi. Dạ. Bây giờ ba cho con ở cái quán mới này bàn về cái chuyện đám cưới. Đúng này. Rồi. Cưới mời. Dạ. Mời. Cưới đi tụi con. Khi nào đám cưới? Cô Tám sẽ cho một cái hột sòn bự chà bá lửa luôn. Dê. Bà Tám, trời ơi, hai bà lo về nhà đi, thằng Quỷ, thằng Lưng nó bị té kìa. Dê, trời ơi, thằng Lưng con bà về coi nó bị cái gì không? Chuyện người ta đó. Trời ơi, vậy mà làm con hết hồn luôn á bác. Hột sòn ở đâu ra? Hột sòn giả không? Ủa, dạ. Tía này, tự nhiên cái nghe lời hai cổ chi không biết nữa. Hai cổ là chuyên môn ăn cơm nhà đi nói chuyện người ta. Hai cổ nhiều chuyện được rồi, tự nhiên tía hùa theo tía nhiều chuyện với hai cổ làm chi? Tía không có nhiều chuyện à nha. Nhưng mà cái gì đụng tới gái tía là tía à. Hài Phương Nam, vui lắm à nghe. Bước là hết cái chợ. Không có đủ đồ để mua hai vậy trơn. Trời ơi, cái canh giờ là phải lên chợ. Trời ơi. Cái gì vậy? Có sao không cô? Có sao không vậy? Có sao không cô? Đụng á hả? Trúng đầu cô hay vậy? Trúng đâu? Coi sao cô? Đi đứng kiểu gì vậy? Thánh thần cô xin lỗi nghe, tại lo nói chuyện không thấy cô. Trời đất ơi, đứng giữa đường giữa xá vậy. Tôi đụng là hên nha, chứ mà xe tăng nó ủi một cái là xong phên. Thì chết luôn á cô. Ủi là chết chung chứ. Ủa ai vậy? Đau quắc hả? Không phải thần này. Ơi, cô ba không nhớ con hả? Biết đâu nhớ trời. Con ông Chính nữa sớm bên nè. Ông Chính nào? Ông Chính đó. Ông Chính hồi xưa bán rượu đó. À, ông Chính bán rượu mà có cái cục u bự chẳng ở đây kìa. U nha, chứ phải cái sừng nha cô, cục u nha. Cái bằng ông Chính tê giác, đúng rồi, dạ. Tôi nhớ rồi. Dạ. Ai ơi, mén đây ha. Dạ. Trời ơi, Thánh Thần ơi, cô không nhớ con hay gì vậy? Con hồi kỳ con hay đi với anh Hai, con đi qua nhà con chơi hoài đó. Hồi đó mày xấu quất hà mày ơi, hồi đó đen thùi xấu quất hà. Nay coi bảnh ha. Bảnh đó cô. Vậy ngon hơn xưa ha. Ngon vậy. Nhớ hồi xưa mày khoái hiền ta lắm. Khoái hiền mày với anh Hai mày qua mày tà lọt với nó hoài. Dạ. Thì giờ không biết có cao lên được chút nào chưa cô. Nó càng ngày càng thun lại. Ủa ngồi vậy. Mày cái nết đó giờ cười. Bởi vì tao nói hồi đó thằng Hiền nó không chịu là vậy. Gái đứa giờ cười. Kỳ khối. Không, tao nói cười hào sảng đó cô. À vậy hả? Dạ. Ủa rồi nay đi đâu đây? Con anh... đi về nè, sáng về ra lộ. Vậy hả? Dạ. Sáng ra lộ đứng cái đi về. Không, tính là đi đi là còn gọi điện lên mà anh Hai đó. Ủa anh Hai? Anh Hai con gửi đồ về. Nó ở đâu mà gửi đồ về? Ờ, anh Hai con với Sài Gòn đó. Nó mượn gì vậy Trịnh? Thì nói chung là ổng đi làm công nhân hay là cái gì doanh nghiệp, cái gì á con không gành cô ơi. Vậy hả? Dạ. Mừng cho người ta ha, mừng chủ. Thì không, chủ không ta? Tiền nhiều không? Tiền nhiều không? Tiền nhiều mới chủ à. Tiền cũng nói chung là cũng ít à. Dạ thôi mừng mướn rồi mẹ. Mừng mướn ha. Mừng mướn rồi. Hèn chi tao đi giết mà 2-3 năm nay không thấy gì à cô ơi. Trời ơi, Hiền tao đi Mỹ rồi, ngon lắm. Vậy hả? Anh nó cũng mừng mướn bởi nó. Ủa? Ôi chết chết quên. Tính trên nó nói chuyện đó. Tao quên điện thoại. Thánh thần ơi, từ nãy giờ. Gan nữa có cái điện thoại hà. Mà gớt đó không biết đường lụm lên. Rồi thôi. Trời ơi, tao đi chợ tao mua bông. Mà chợ mình không có bông nào đẹp hết trơn. Trời thôi cô ba đi nghe. Đi tao mua bông, mua bông. Dạ dạ cô ba đi có gì có gì đau rồi quay nói cô nghe. Biết rồi. Trời ơi, Thánh thần vừa có máy đúng rồi. Để từ nãy giờ chưa có máy nữa cha nội. Không nó đi về sớm đi để đặng nó đón ông Táo nghe. U da trời ơi. Thiệt cái tình á. Tưởng là không có cái gì, bây giờ sao nó đau dữ. Sao vậy? Sao đi cà thọ kìa bà ba? Trời ơi.
Đụng quẹt, ngồi đâu đây? Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, đây để tôi làm nước cho uống. Trời ơi, nãy quẹt con mén. Mén hả? Đi sao mà sớm xác quẹt, nãy không thấy gì mà sao giờ nó đau quá trời. Rồi có làm sao không? Ai biết đâu. Coi chừng nghe. Trời ơi, bởi vậy ông bà mình nói cái câu hay lắm. Đi đâu mà dội mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải dây. Đó. Lớn tuổi rồi nha, té một cái đuôi, một cái là xương cốt rồi coi chừng nó có cái gì ở trọng là khỏi. Bà đừng nói gãy đi nha. Tính nói vậy. Trời đất ơi, ta đi ta dấp, ta da chạm chút xíu thôi. Coi. Thôi, đó đó. Đau hả? Má vậy ơi. Là không sao, bầm thôi, tôi thấy cục xương còn bự lắm, không chưa gãy đâu. Đụng cái được người bóp cái em chết luôn à. Uống nước đi. Ta nói đi chợ sắm đồ Tết. Mà chợ mình sao nó lèo tèo quá, chợ ấp mà không có đủ đồ hết trơn trọi á. Bây giờ phải đi lên chợ huyện mua mới đủ. Lên chợ huyện mua cái gì nữa? Trời ơi, ba đồ trang trí nhà cửa bông hoa đồ. Trời ơi, sao không nhờ mấy thằng thanh niên trong xóm nó chạy ngang á, nhờ nó mua giùm cho. Trời ơi, nhờ giá bực. Bực cái mình dữ lắm, muốn mỗi lần đi đâu là phải kêu đực chạy xe ôm đó. Vậy hả? Chở đích thân đi lên mua mới được. Bà, ủa năm nay bà có chuyện gì vui ăn Tết lớn quá vậy? Nói nào ngay không biết vui hay buồn. Mà đều kêu Hiền nó về. Ôi trời. Kêu Hiền về ăn, hai chị em ăn Tết chứ mà nó đi mấy năm rồi. Vui vậy? Vậy là Tết năm nay chú Hiền về ăn Tết hả? Ở bệnh có vợ con gì chưa? Chưa, nó lo mừng ăn không mà có vợ con gì đâu à. Phải rồi, xấu quá mà. Với lại cũng lớn tuổi nữa. Mà nhà bà ngộ quá ha. Tự nhiên mà mấy chị em mà cô đọc hết thấy thương à. Có số hết rồi, thôi đừng buồn, kệ nó đi ha. Quất một cái bợp của em tôi mà là nó xấu quá mà, thấy có duyên rồi nghe. Xấu mà lớn tuổi nữa. Giờ cái thứ hai nó hai bà cô đọc hết, hai chị em cô đọc hết. Nó lại cha nó, hai chị em bà ế đi. Ai nói vậy kỳ vậy? Ơi. Nói tao nói cô đơn cô đọc cho nó thấy nó văn chương ai nói ế. Trời ơi, tôi nói bà nghe, hồi xưa chỉ cần tôi gật đầu một cái rột thôi là trai hốt cả rổ lựa không kịp. Tôi mà ừ cái là bà không có cửa mà vô với ông Sáu đâu. Trời ơi, chẳng qua. Thôi đi đừng nhắc ông Sáu, chẳng qua cái gì. Cũng hên là bà ổng hốt ổng, hốt giờ ổng cũng bỏ bà đi thôi. Tôi giờ ổng cũng bỏ đi xa lắc tí tè rồi, còn gì bởi nữa. Bởi vậy, hồi xưa là cha mẹ tôi mất sớm. Tôi ở không tôi nuôi Hiền. Biết. Hai chị em hữu hỉ nhau. Ừ. Tới hồi mà nó trưởng thành á, nó đi mừng ăn được. Thì nó đi mừng ăn xa, đặng về nó nuôi tôi. Đó, vậy thôi chứ ế ẩm cái gì. Thì thôi không ế, kệ đi đừng nhắc tới ông Sáu nữa đi. Phiền quá, thì nhắc gì nhắc cho tôi bực bội vậy bà nữa. Mắc cười quá. Ai mà nhắc đâu. Nói cái vụ ế tôi mới nhớ. Gì nữa? Đặng Hiền. Hiền sao? Thằng Hiền nay á, nó cũng hàng tư rồi. Bốn mấy rồi đó, hàng tư vậy? Gần hàng năm rồi đó. Thì mình nói nó nhẹ nhẹ thôi bà, sao hay quất tới nơi quá. Nó hàng tư rồi mà chưa có vợ con thì thấy tội nghiệp nó. Nên á, kỳ này nó về phải kiếm vợ cho nó. Kiếm vợ? Ở trong làng mình có ai mà cỡ tuổi nó mà không có chồng đâu. Cỡ đó là giờ kêu bà nội bà ngoại hết rồi đó. Trời đất ơi, kiếm mà cỡ nó làm chi? Kiếm mấy cô trẻ trẻ đó. Trời ơi, tôi nghe kiếm gái trẻ sao tôi hên là tôi chưa có ăn. Cái gì vậy? Chị em bà công nhận tự tin thiệt á, hèn gì ế là đúng rồi. Ủa là sao? Nghĩ sao mà nó bốn mấy gần 50 tuổi được kiếm gái trẻ đâu ra. Chị ơi chị, em của tôi giờ là Việt Kiều chị. Nghe. Kiều. Vừa nó vừa có công có chuyện có làm ra tiền nghe. Mà nó chững chạc, nó đàng hoàng. Nó Việt Kiều đó. Bây giờ với lại con gái bây giờ nó không có quan trọng cái vẻ bề ngoài. Cái quan trọng là con người đàng hoàng thôi. Không phải dạy trai như bà hồi xưa. Trời ơi, ông Sáu đẹp trai cái cố sống cố chết một hai lấy cho bằng được. Thôi đó. Nhắc ông Sáu hoài. Thì thôi. Bà nhớ ông hả? Thì tại bà nói gì? Giờ bà giải thích vậy tôi thấy có lý nè. Gì? Bây giờ con gái nó khôn lắm. Ừ. Nó không cần đẹp trai đâu. Người ta nói tốt mã rã đám. Đúng rồi. Không? Thằng Hiền nó là Việt Kiều đúng không? Có công ăn chuyện làm mà mấy chục năm dành dụm chắc giờ cũng khá lắm nè. Thôi được rồi, để tôi kiếm đứa nào cũng hơi cứng cứng một chút xíu. Thì đừng có mà trẻ quá, cũng cỡ mà hai mấy 30 đi ha. Dưới 30 được rồi. Thì đúng rồi. Được rồi. 28 đi. Ủa giờ bà lấy cho em bà, bà lấy cho cái bà mà bà trả giá trời. Nó còn xanh đẻ nữa thêm. Quên, tôi bán quán tôi đâu phải làm mai đâu, tự nhiên qua đây kêu tôi làm mai gì kỳ vậy. Ha,
Ủa nhưng mà tại vì bà bán quán cho nên bà quen biết rộng, bà có nhiều mối quan hệ, bà biết nhiều người. Đó thì bà coi trong làng trong xóm là đứa nào mà đẹp gái được nết đó, bà làm mai cho thằng Hiền. Trời ơi, mất cả hậu tạ bà ơi. Để tôi coi đẹp gái trong xóm này hả? Đâu có đứa nào đẹp hơn tôi đâu. Thôi khỏi khỏi khỏi, nhớ rồi nhớ rồi. Đứa nào? Nãy con Mén, gặp con Mén ở ngoài lộ, con Mén còn chính tay giác á. Ờ đúng rồi, nó chưa có chồng đó. Cái nhỏ nó chừng hơn 20 chứ nhiêu. Đúng rồi đúng rồi. Ừ. Thử coi. Em mà cái nết nó vui lắm nè, tao nói tao gặp nó cái nó nhìn tôi nó cười. Thì đó. Đến nhà mà có chuyện buồn nó cười cái hết buồn liền luôn. Biết đâu nhờ vậy mà nó chịu Hiền. Hồi nãy nó đụng tôi sưng giò đó bà. Cái gì? Nó đụng bà sưng giò. Bây giờ bà vô đây bà đòi làm mai cho nó. Bà kiếm nó để mà bà gả cho thằng Hiền. Ê, cái này có chừng duyên hội ngộ cái bà. Cái bằng trời khiến á hả? Vô tình đó. Ê, có khi nào cô Sáu ơi? Ai cô Sáu đây? Ơi cô Sáu. Ủa qua hả con? Cô có gì không? Má con rửa lại cái đầm của cô nè. Để nó đi, để đi, cô đang dở tay. Con giặt phơi khô ráo hết trơn rồi nghe. Vậy hả, cảm ơn con nghe. Cảm ơn cô nghe. Không có gì. Ê khoan khoan, qua. Dạ con rảnh không? Đang rảnh lắm không? Thì trả cái đầm xong là rảnh rồi đó cô. Rảnh lắm hả? Dạ. Ngồi đi hả? ngồi chơi cô hỏi chút chuyện coi. Dạ. Ngồi chơi chút nghe. Dạ, cái gì cô? Có một chút chuyện cô muốn hỏi. Gì cô? Bây có người yêu hay có chồng gì chưa? Thánh thần ơi. Tự nhiên hỏi gì cỡ vậy? Cỡ gì? Dễ xíu hả? Trời ơi, 25, 26 rồi cô nương. Cỡ cô mà lấy chồng sớm là hai đứa con rồi chứ không phải chơi đâu. Ôi, lấy chồng sớm giờ khổ lắm cô ơi. Con là con định 30 hoặc là ngoài 30 con mới lấy chồng đó. Trời, nghe lời ai xúi vậy? Ngoài 30 là già chát rồi ha, không có ai hốt đi đâu. Chứ con không nghe nhà nước khuyến khích hả? Con trai con gái tới tuổi lập gia đình là phải lấy chồng sớm. Thánh thần ơi, nhà nước khuyến khích vậy chứ nhà nước có chỉ chỗ ông chồng đâu lấy. Ủa vậy hả? Mà với lại gì nè, thí dụ giờ con lên nhà nước đi, nhà nước phát cho con ông chồng con cũng lấy nữa. Ôi trời ơi, ở đâu sẵn vậy? Giờ muốn phát chồng đúng không? Dạ. Khỏi cần nhà nước, cô Sáu sẽ phát cho bay. Một thằng. Giỡn rồi. Chịu không? Ai? Trời ơi, con bả bẽn lẽn đi ghét. Nghe nói tới trai cái bả quào tùm lum. Ai vậy? Còn nhớ anh Hiền không? Anh Hiền thấp thấp người đó, em của cô ba đó, cô ba xóm trên đó. Nhớ Nhân. Dạ nhớ Nhân. Ủa ông đi Mỹ rồi? Thì đi Mỹ 7-8 năm nay rồi. Cô đừng nói là cô làm mai canh Hiền cho con. Trời ơi, cô nhỏ thông minh quá ta. Đúng rồi, cô tính phát Hiền cho con đó. Thôi. Sao ngoái lìa lìa vậy? Ôi, nhìn cái mặt ông mắc cười lắm cô ơi. Ổng gì đâu mà mấy năm trời rồi ha, cái người có ông khúc à. Không có cao lên được miếng nào hết trơn á. Lấy chồng cái mặt mắc cười mới vui ha, đừng có lấy chồng mặt chầm dầm làm ăn không có được, hiểu không? Gì? Với lại cô nói cô nghe, nó không già rồi thì biết là nó già hơn mày mười mấy tuổi đó. Thì đó, lấy về trời ơi giống như tía con vậy đó hả? Tía cái gì mà tía, có mười mấy tuổi mà làm thế ghê. Con không nghe ông bà mình nói hả, chồng già vợ trẻ là tiên đó. Lấy Hiền về đi, cái con sẽ thành tiên liền. Trời ơi không, ý là con sướng như tiên. Bởi vì thằng Hiền nó lớn tuổi nè, rồi nó sẽ chiều chuộng thương yêu con. Chưa kể anh Hiền ở bên Mỹ nha, anh Hiền có sự nghiệp đàng hoàng, hiền lành tốt tính nữa. Là coi như nếu mà con gửi thân cho anh Hiền là con ổn, ổn cả đời mày luôn. Chưa kể con báo hiếu được với cha mẹ con nữa, cha mẹ con cũng nhờ cậy được con luôn. Thấy không? Thôi, không biết. Chịu ha, chịu. Thôi, có gì cô Sáu qua nói chuyện với tía má con đi. Con không biết nha. Ê nhỏ này sao ta? Không biết. Nó chị với tía má không đi. Ủa vậy là nó chịu hay không trời? Bà ba ơi, bà ba. Trời ơi, ta đang rối lòng chuyện nha. Cái gì? Gì em xong vậy? Tết nhất rối quá hả? Có chuyện vui. Vui gì? Thì cái vụ Hiền lấy vợ đó. Lấy hồi nào? Không. Cái vụ mà tôi với bà mà tính là mai cho Hiền nó nhớ không? Rồi sao? Nói chuyện với nó chưa? Nói rồi. Hên xui. Là sao? Mà tôi thấy xui xui nhiều hơn hên á. Là sao đâu bà kể rõ cho tôi nghe coi. Con Mén nó còn bán tính bán nghi. Nó không có chịu. Không có chịu là sao vậy? Tôi tính cách với bà nè, là con Mén nó không chịu.
mà tại sao nó không chịu? Thì nó có gặp đâu, cho nên nó không tin là đúng rồi. Nó nghĩ là chú Hiền ở bên bển á, không có làm ăn được cái gì, cho nên mới không cưới vợ được. Rồi cũng không có tiền đó, rồi bao nhiêu thứ hết. Nhưng mà cái quan trọng là nó chê chú Hiền là... Chê gì? Hiểu không? Chà, đó. Này thì sửa không được rồi. Khó hả? Khó rồi. Thì bởi vậy. Nhưng mà mình bù bằng cái khác. Bù bằng cái gì? Thì bây giờ mình có nói thẳng với nó là bây giờ thằng Hiền nó là dân làm ăn thiệt. Nó có tiền thiệt. Mà nó trưởng thành, nó chững chạc mà. Mà nó không có tin. Cho nên tôi với bạn với bà kiểu này nè, hiểu không? Là coi như mình cho ba má nó gặp đi, gặp chú Hiền đi ha. Rồi cái mình kêu chú Hiền làm hoành tráng lên, phóng đại lên, để cho ba má nó tin. Thì ba má nó tin, ba má nó mới gả nó cho chú Hiền. Đâu cần phóng đại đâu. Hiền giàu thiệt, đâu cần phóng đại, mình cứ nói thiệt với nó vậy. Trời ơi, nhưng mà phải nổ thêm chút xíu đi cho nó hoành tráng. Nổ hả? Ừ, được không? Trời, nổ luôn, bây giờ tôi nổ tới nóc luôn rồi đó mà nghe. Vậy đi. Cục quá trời. Cái vợ cho nó mạnh, nó sao đâu, nó đi vô ra chuồng trốn mất tiêu. Cái thằng này thiệt. Sao rồi? Sao rồi? Gì? Nghiện vậy chưa? Trời hả? Đất ơi, nó về rồi cái nó sẽ quay nói nó cà lơ rồi nó đi đâu sáng giờ. Đi đâu? Biết đâu nó hả? Trời ơi, giờ này chưa về nữa cô. Nó chỉ nói với con ba đó, cái nó cà lơ rồi nó bỏ đi nước vậy đó. Gì kỳ vậy trời? Trời ơi, hên nó nghe. Mai có cô Sáu, cô Hoa, cô giải thích cho tía má con. Ừ. Chứ không bả chờ từ sớm mơ đến giờ rồi đó. Đợi. Hả? Ừ. Rồi anh Dũng đâu? Ai? Anh hai con hả? Rồi anh hai mày chứ ai trời. Gì vậy cô? Anh hai con đi làm trên Sài Gòn á, gần Tết mới về. Ủa mày bị gì vậy trời? Bà mới bị gì á? Nó về rồi. Hồi về sớm hả? Nè, hồi sớm mơ này nó ghé đây nè. Gì vậy cô? Cô giỡn vậy? Anh hai con về mới về nhà con trước chứ tiện ghé nhà cô là sao? Trời ơi, tao tức cái con nhỏ này quá. Nó ghé đây rồi. Bà ba. Gì vậy? Bớt làm tôi sợ nghe. Tôi nghi lắm á. Tự nhiên con hồi nãy ngồi thì láp giáp mình ên là thấy nghi lắm rồi đó. Trời đất, tự nhiên đang nói chuyện Hiền cái tự nhiên qua tới thằng Dũng, nó đâu ở tích thề lè trên thành phố bà. Tích đâu mà tích, thề lè cái gì? Thằng Dũng với thằng Hiền là hồi xưa ở nhà là hai đứa nó đã qua lại với nhau rồi. Trời ơi, tôi rành thằng Dũng quá mà sao lộn được bảy không? Cô ba. Gì á? Cô không, con sợ thiệt á cô. Bị anh Dũng mình hai con mà về phải báo cho con với tía má con biết chứ, tự nhiên ghé nhà cô làm chi. Mà trời nghe ơi, nói đâu 28 Tết nó mới về, mà giờ nãy về làm gì? Tết mới về. Đâu. Bà lấy điện thoại gọi coi có thằng Dũng nó về không? Trời ơi, đâu có đâu, mới nói chuyện ổng qua bên kia đây mà. Tức quá, tao già chứ tao không có khùng má. Từ từ để con gọi coi sao mà biết được. Chứ về tao không. Trời ơi, Phật ạ. Hết hồn à. Hết hồn anh hai. Tự nhiên luôn. Ủa thay về nào vậy? Anh thật ra chuyện nó là như vậy. Sao? Chị ba. Em với Dũng quen nhau lại 7 năm rồi. Trời ơi. Chị là trên xóm dưới người ta biết. Từ nhỏ là tụi bay đã quen nhau, đã chơi với nhau rồi. Ai biết tụi bay chơi nhau đâu. Mình. Tự nhiên giờ còn khoe nữa. Cái gì vậy? Hả? Anh hai. Chị ba. Sao rồi? Cô bà sao? Làm quá hà. Cái chuyện nhà tôi trời mà ơi. Đâu phải chuyện của bà đâu mà xỉu ngang hông vậy trời. Ủa nãy giờ tôi xỉu đó hả? Trời ơi. Cái này gọi là xỉu hùng nè. Hùng cái gì anh mà, hai mà con? Tôi nghe đột ngột quá, tôi muốn đột tử luôn á. Dạ. Hai đứa con đã yêu nhau lâu lắm rồi. Yeah. Nhưng mà Hiền sợ gia đình không có chấp nhận, cho nên Hiền mới nói dối á là đi Mỹ. Khoảng thời gian qua hai đứa con sống chung ở trên thành phố. Vậy luôn á. Đúng vậy hả chị ba? Hiền ơi Hiền. Dạ. Bây giờ má ơi, giờ tôi không biết nói gì với nó luôn á. Vậy là cuối cùng là em đâu có ở bên Mỹ hả? Dạ không. Chị Hoa. Tưởng gì kiều không. Chị thừa chuyện với tía thằng Mén. Ừ. Thì xin nó tặng gái cho mày. Thôi. Rồi bây giờ về giờ tao ăn nói làm sao Hiền ơi. Thôi cô. Bây giờ bỏ đi, bỏ đi. Chẳng lẽ giờ con vậy đi giật chồng với anh hai con. Trời ơi. 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 Trời ơi, người ta yêu nhau kia đứng xa trời. Chị ba ơi, chị ba lỡ thương rồi giúp em đi. Chị cứ nói với mọi người là ngày mai em đi Mỹ rồi. Hả? Đúng rồi, em sẽ đi với anh. Ủa gì hả anh hai? Ủa nhưng mà em đi Mỹ rồi, em đi Mỹ thiệt hay là em đi đâu?
Thôi tự hiểu đi. Vậy đi lên thành phố bà ơi. Trời ơi. Em nói với tía má đó là Tết năm nay anh không về. Cứ nói đại là khi nào anh sắp xếp xong công việc thì anh về nha. Giúp anh đi. Mình đi. Anh hai. Trời ơi, đi đâu vậy? Không có được. Mới về mà đi đâu vậy? Tía má biết được tía má buồn lắm đó nghe. Anh biết rồi, nhưng mà cái chuyện này tía má đâu có chấp nhận được. Trời ơi, Tết nhất tới nơi. Chị ba có chấp nhận được không? Ba sao? Không, vì nè em nói nghe nè. Bị gì á là tía má giờ cũng coi tivi được nhiều đó. Tía má em thấy tía má coi mấy cái chương trình giống gì nè ha. Tía má cười. Thì cái đó là cười người ta. Chứ còn chị gia đình làm sao cười nổi. Không, cũng không. Cười, cũng cười mà cười ra nước mắt á. Ồ giống như là em nghĩ là tía má đồng cảm gì đó. Chứ không, có gì anh hai nói với tía má nghe đi rồi lỡ có gì tía má ấy cho chứ. Nói nghe nè. Tía má thương anh hai mà. Được rồi, được rồi, được rồi, để chị nói vô giùm cho ha. Với lại mấy tụi chị già rồi chứ cũng không có cổ lỗ sĩ đâu, giờ cũng thông thoáng lắm hả chị ba ha. Dạ, tao không nổi rồi. Trời ơi, có sao tự nhiên bà đứng hình vậy? Đâu có sao đâu, thì thấy gì đám cưới con Phong giờ đổ lạnh đám cưới của anh hai với lại anh Hiền. Cô Sáu rồi. Ôi, hồi nào giờ là mình đám cưới trai gái không ha? Đúng rồi, cô dâu chú rể. Ừ, là chuyện bình thường. Đúng rồi, kỳ này đám cưới hai thằng trai. Vui ha, vui vui. Vui lắm nha, trời biệt. Ơi tôi tưởng tượng là hả, Tết nay ở làng mình ăn một đám cưới hoành tráng của hai thằng đồng cấp. À quên, hai đứa trai. Trời ơi, ghê. Hai Phương Nam vui lắm à nghe. Trời ơi, ta đang rối lòng chuyện nha. Cái gì? Gì em xong vậy? Tết nhất rối quá hả? Có chuyện vui, có chuyện vui. Vui gì? Thì cái vụ Hiền lấy vợ đó. Lấy hồi nào? Không. À chết chết. Cái vụ mà tôi với bà mà tính là mai cho Hiền đó, nhớ không? Rồi sao, rồi sao? Nói chuyện với nó chưa? Nói rồi. Được không, được không? Hên xui. Là sao? Mà tôi thấy xui xui nhiều hơn hên hên. Là sao đâu bà kể rõ cho là tôi vậy, nghe thôi. Ừ. Con mén nó còn bán tính bán nghi. Nó không có chịu. Tôi tính cách với bà nè, là con mén nó không chịu. Mà tại sao nó không chịu? Thì nó có gặp đâu, cho nên nó không tin là đúng rồi. Nó nghĩ là chú Hiền ở bên bển á, không có làm ăn được cái gì. Cho nên mới không cưới vợ được. Rồi cũng không có tiền. Đó, rồi bao nhiêu thứ hết. Nhưng mà cái quan trọng là nó chê chú Hiền là... Chê gì? Hiểu không? Chà, đó này thì sửa không được rồi. Khó hả? Khó rồi. Thì bởi vậy. Nhưng mà mình bù bằng cái khác. Bù bằng cái gì? Thì bây giờ mình có nói thẳng với nó là bây giờ đặng Hiền nó là dân làm ăn thiệt. Ừ. Nó có tiền thiệt. Mà nó trưởng thành, nó chững chạc mà. Mà nó không có tin. Cho nên tôi với bạn với bà kiểu này nè. Hiểu không? Là coi như mình cho ba má nó gặp đi. Gặp chú Hiền đi. Ha. Rồi cái mình kêu chú Hiền làm hoành tráng lên, phóng đại lên để cho ba má nó tin. Thì ba má nó tin, ba má nó mới gả nó cho chú Hiền. Đâu cần phóng đại đâu. Hiền giàu thiệt, đâu cần phóng đại, mình cứ nói thiệt cho nó vậy. Trời ơi, nhưng mà phải nổ thêm chút xíu đi cho nó hoành tráng. Nổ hả? Ừ, được không? Trời nổ luôn, bây giờ tôi nổ tới nóc luôn rồi đó mà nghe. Vậy đi. Mr. Hiền ơi Hiền, ra đây. Chị ba cái gì vậy? Cái gì ông sầm vậy? Trời đất ơi, em về, nguyên làng trên xóm dưới người ta biết. Bà cũng vui hết trơn á, tại lại người ta đón em á. Trời ơi, chị làm vậy chi vậy? Kỳ lắm, em nói thiệt. Kỳ đâu mà kỳ, kỳ nó đây vậy đó kỳ. Mr. Hiền. Thôi, thôi. Bà con. Dạ, em cảm ơn cả nhà, nhưng mà thôi đâu có cần phải làm vậy đâu, kỳ lắm. Vậy là chưa đủ đông đúng không? Chỉ còn 4.000 người mà nữa. Thôi, trời ơi trời, chị ba, cái gì vậy? Cái gì đâu? Ừ, thôi em nói nghe nè, chịu chưa? Nếu mà chịu thì mình làm đám cưới luôn để chị nói chị ba. Chứ không thôi để qua Tết về bển rồi ai đâu mà mừng nữa. Nhưng mà cái... Đúng rồi đó, trời ơi, phải cưới vợ sớm cho nó. Không, cái làm sao mà cưới... Không có nhân nhị gì hết trơn á, phải cưới vợ sớm. Mr. Hiền.
để coi hồi nãy là 5 người nè ha, với lại 4.000 người ngoài kia chưa có xuất hiện nên thôi tôi không có tính 4.000 người kia. Đúng rồi, tôi tính 5 người với tôi nữa, mỗi người kia 50 đi. Tôi 100 nữa là 350. Cái bìa cắt tông á thì tôi không có tính tiền, nhưng mà tôi tính tiền cái viết là 10.000 nữa là 360.000. Còn mấy cành bông là khuyến mãi đúng không? Mấy trời ơi quên nhắc, mấy cành bông 20.000 cành, 2 cành 40 nữa là 400 chẳng. Không có bớt luôn á nha. Thì cái đó là bớt lắm, mấy miếng bì cạc tông là tôi xin của người ta đó, xin của mấy bà dây chai đó. Còn 360 là thiếu 40 đi. Trời. Mò luôn bà ơi. Chị ba. Ủa vậy là mấy người hồi nãy mà vô la sùm mà chào đón này nó là nhiệt tình là chị thuê hết hả? Ủa thuê chứ ở đâu ra mà người ta chạy tới người ta đó. Trời ơi có cần phải phô trương vậy không trời? Nếu mà em biết vậy thì thôi em khỏi về luôn cho rồi đi. Trời đất ơi sao nó kỳ vậy? Không tự nhiên là tốn tiền vô cớ vậy. Vậy cho nó sơm tụ chú hiểu không? Vậy cho em nhìn cho nó mát con mắt. Đây có bao nhiêu tiền đâu, có mấy đồng mặt lẻ à. Rồi cái vụ không mấy mình cưới luôn ha. Cái gì? Cưới vợ luôn đi. Cưới vợ hả? Cưới ai? Thì cưới gái trong làng mình chứ ai. Chị ba ơi, trời ơi sao mà em nói chị nghe nè, bây giờ em về đây là để thăm chị, để chơi với chị những ngày Tết. Chị cứ điệp khúc cũ hoài mà chị cứ điệp khúc rồi lấy vợ để làm gì, bộ vợ có sẵn để mà lấy hả? Ơi có sẵn nha, đừng có giỡn nghe. Tôi với lại chị Sáu tính hết rồi. Mấy cái người hồi nãy á là do bả sắp xếp hết, tôi chỉ có dắt qua thôi. Với lại còn cô dâu hả, đừng có lo, tôi lo nè, con Hoa, con Hồng, con Mai, con Bông nè, nhiều đứa lắm. Trời ơi, tại vì lo cho em cưới vợ cho nên mới phải mướn người ta như vậy. Để làm rần rần cho nó vui, để lấy thanh thế cho mình. Trời ơi là trời, thiệt á. Em nói thiệt với chị nghe, bây giờ chị cứ nói vụ mà ế thôi kệ nó đi. Duyên nó chưa tới mà bắt lấy vợ lại với vợ là sao? Nó phải có sẵn đâu. Trời ơi, khổ ghê thiệt. Nghe chị nói nè. Thì chị nói đi. Chị đã ế rồi. Ế giờ là coi như xong phim rồi đó, xếp qua bên rồi đó. Là tại vì hồi trẻ chị mắc nuôi em. Bây giờ em lớn rồi, em cũng phải buông ba xứ người để em lao động cực khổ, em gìn giữ gia đình nhà mình. Thì thôi bây giờ hy vọng là nằm vô con mình em này đó, chị là xong rồi. Bây giờ em phải cưới vợ, phải sinh con để cứu vãn cái gia thế nhà mình chứ. Không để tuyệt tự tuyệt tôn. Thôi bây giờ em nói chị nghe nè. Cái chuyện gia đình mình á thì không biết giờ mình giải thích sao với chị luôn á. Bây giờ nè, cái chuyện ế hay không ế là cái đó là do ông trời định rồi nha. Còn cái chuyện lấy vợ đó, em nghĩ là không cần thiết đâu. Thôi chị tính chuyện khác đi, để anh Tết cho vui vẻ đi. Tại sao mình trời đất ơi sao mà không tính được? Bây giờ em 40 rồi mày không cưới vợ chừng nào mới cưới? Giờ chờ 60 như tao thì sao? Thôi tới chuyện đó là sao đẻ. Thôi em xin chị một lần nữa nha chị ba, chị đừng bây giờ nhắc tới vụ đó nữa. Thôi để tôi đi, hai người tính gì tính đi, tôi mệt quá. Hiền chị ba. Thôi trời ơi đừng có làm gì. Chị ba buồn cái gì vậy chị ba? Đừng có kích động. Bác sĩ nói là không để được để chị ba kích động. Chị ba kích động là chị ba dễ bị đi lắm. Chị ba ơi, chị sao rồi? Em đưa chị lên trạm xá nha. Bằng lòng cứ vậy đi. Không, tại sao là bằng lòng được? Trời ơi, đi theo ông thì bà liền đó. Bằng lòng đi, bằng lòng đi. Chị ba chuẩn bị gì mà sắp. Bác sĩ nói là không có để chị ba kích động. Nhưng chị ba bị lên tim, huyết áp lên rồi tất cả đều lên hết là chị ba đi luôn đó. Nhưng mà rốt cuộc là chị ba chuẩn bị bệnh gì? Đừng có nói quá. Bác sĩ nói đó. Là đó. Cái này là tâm bệnh đó, lo lắng nhiều quá. Dạ cho nên mới như vậy. Thôi bây giờ chị nghe lời em đi, bây giờ nè, em đưa chị lên trạm xá nha, chứ còn bây giờ nếu mà không thôi làm sao mình biết được là lên đó là đi luôn đó. Tại sao lại đi luôn? Bác sĩ nói là không để chị ba kích động, mà nãy giờ chị ba kích động quá rồi kìa. Tâm bệnh mà lên trạm xá sao mà được. Bây giờ tâm bệnh là bây giờ ý chị, bây giờ chị muốn sao? Bằng lòng cứ vợ đi, chị lo cho em nhiều quá. Đúng rồi, chị mệt á. Chị ba ơi ráng sống nha, chị ba ráng sống để nhìn mặt con cháu. Chị ba ơi cưới vợ để cho chị bớt lo. Chị bây giờ chị muốn sao chị nói đi. Cưới vợ cho chị ba, đừng có đi. Cưới vợ đi, chị ba còn có mục tiêu để ở lại, hiểu không? Cưới vợ hả? Cưới vợ sao có sẵn mà cưới ai? Có ai? Con Hoa. Cái gì? Hiền ơi nhanh đi, lẹ đi, trời ơi qua trễ là không có được đâu đó. Ra đi coi. Trời đất ơi, quần áo coi nè. Được rồi. Được cái gì mà được? Cười lên cái coi, làm gì quá nhà người ta, mặt mày chầm chầm kỳ khối à. Ủa rồi mấy cái gói quà chuẩn bị sẵn đâu? Quà cáp chi trời thiệt á.
đi qua dạm hỏi thôi chứ đâu phải là đi cưới gì đâu mà làm chi dữ vậy? Cái gì vậy Hiền? Làm dữ là làm sao? Đi qua nhà người ta nói chuyện, hôm nay là một ngày đặc biệt, em phải ăn mặc cho nó đàng hoàng, rồi mặt mày phải tươi tỉnh lên. Đâu cần phải ăn mặc vậy đâu trời, thiệt á. Chị làm quá chị ba. Làm quá cái gì? Cái ngày đặc biệt của em mà, đi hỏi vợ cho em mà Hiền. Rồi quà cáp đâu? Ghê thôi, để ta lấy cho rồi đi. Mà ghê luôn á. Ủa Dũng, về đây chi vậy? Tôi về đây còn mấy người ăn nói sao với tôi nè. Tại sao mấy bữa nay tôi điện thoại mấy người không bắt máy? Anh hết cách luôn rồi đó. Hết cách sao mà hết cách được? Bây giờ mình nói đại cho gia đình biết đi. Ê, đâu có được. Trời ơi, chị ba đang bệnh, lỡ có chuyện gì rồi còn tôi làm sao? Mình thương yêu nhau bao nhiêu lâu nay mình đã giấu gia đình. Bản thân anh cũng đã nói dối là đi Mỹ để mình được sống ở trên thành phố. Rồi bây giờ anh nói đi lấy vợ. Anh lấy ai? Anh lấy con bé Hoa. Nó là em gái của tôi mà. Sao mấy người ác với tôi quá vậy? Hiền ơi, mấy gói quà để đâu rồi? Dạ. Trời đất ơi, để đâu mà tìm hoài không thấy vậy? Ủa Dũng. Dạ. Mới về hả? Dạ dạ. Trời ơi, qua đây làm chi? Chị dạ. Với Hiền chuẩn bị qua bển nè. Để lát chị qua hen. Dạ dạ dạ. Ủa, bộ có chuyện gì hả? À, chắc là anh Hiền nó sắp lấy em gái của em nên thấy kỳ kỳ phải không? Hai đứa chơi thân với nhau từ đó giờ nên giờ thấy kỳ đúng không? Không có gì hết á. Trời, thằng Hiền nó xấu xấu vậy thôi chứ nó tốt mà. Em biết mà ha. Nên gã qua cho nó em yên tâm. Không có sao đâu. Nghe. Tùy mấy người. Dũng. Dũng. Chị. Em giải thích chị sao? Dũng ơi, đợi anh đi. Hiền. Vợ cho nó mạnh nó sao đâu, nó đi vô ra anh chuồng trốn mất tiêu. Cái thằng này thiệt chứ. Sao rồi? Sao rồi? Gì? Nghiện vậy chưa? Trời hả? Đất ơi, nó về rồi cái nó sẽ quay nói nó cà lơ rồi nó đi đâu sáng giờ. Đi đâu? Biết đâu nó hả? Trời ơi, giờ này chưa về nữa cô. Nó chỉ nói với con ba đó, cái nó cà lơ rồi nó bỏ đi nước vậy đó. Gì kỳ vậy trời? Trời hên nó nghe. Mai có cô Sáu cô qua cô giải thích cho tía má con. Ừ. Chứ không bả chờ từ sớm mơ đến giờ rồi đó. Đợi. Hả? Ừ. Rồi anh Dũng đâu? À, ai? Anh hai con hả? Rồi anh hai mày chứ ai trời. Gì vậy cô, anh hai con đi làm trên Sài Gòn á, gần Tết mới về. Ủa mày bị gì vậy trời? Bà mới bị gì á? Nó về rồi. Hồi sáng nè, hồi sớm mơ này nó ghé đây nè. Gì vậy cô, con giỡn hoài. Anh hai con về mới về nhà con trước chứ tự nhiên ghé nhà cô là sao? Trời ơi, tao tức cái con nhỏ này quá. Nó ghé đây rồi. Bà ba. Gì vậy? Bớt làm tôi sợ nghe. Hả? Tôi nghi lắm á. Tự nhiên con hồi nãy ngồi thì láp giáp mình ên là thấy nghi lắm rồi đó. Trời đất. Tự nhiên đang nói chuyện Hiền cái tự nhiên qua tới thằng Dũng nó đâu ở tích thề lè trên thành phố bà. Tích đâu mà tích, thề lè cái gì? Thằng Dũng với thằng Hiền là hồi xưa ở nhà là hai đứa nó đã qua lại với nhau rồi. Trời ơi, tôi rành thằng Dũng quá mà sao lộn được bảy không? Cô ba. Gì á? Cô không, con sợ thiệt á cô. Bị anh Dũng mình hai con mà về phải báo cho con với tía má con biết chứ tự nhiên ghé nhà cô làm chi. Mà trời nghe ơi. Nói đâu 28 Tết nó mới về mà giờ nãy về làm gì? Được Tết mới về. Đâu. Bà lấy điện thoại gọi coi có thằng Dũng nó về không? Trời ơi, đâu có đâu, mới nói chuyện ổng ba kia đây mà. Trời ơi, tức quá tao già chứ tao không có khùng mé. Từ từ để con gọi coi sao mà biết được. Cái gì tao không trời mua Phật ạ. Hai hết hồn à. Hết hồn anh hai. Tự nhiên luôn. Ủa hai vậy nào vậy? Anh thật ra chuyện nó là như vậy. Sao? Chị ba. Anh em với Dũng quen nhau lại 7 năm rồi. Trời ơi. Chuyện là trên chấm dưới người ta biết. Từ nhỏ là tụi bay đã quen nhau, đã chơi với nhau rồi. Ai biết tụi bay chơi nhau rồi. Tự nhiên giờ còn khoe nữa. Cái gì vậy? Hả? Chị ba. Sao rồi? Bà làm quá hà.
Cái chuyện nhà tôi mà, đâu phải chuyện của bà đâu mà xỉu ngang hông vậy trời. Ủa nãy giờ tôi xỉu đó hả? Trời ơi. Trời ơi. Cái này tôi gọi là xỉu hùng nè. Hùng cái gì anh mà hai mà con? Tôi nghe đồn ngột quá, tôi muốn đồn tử luôn á. Dạ. Hai đứa con đã yêu nhau lâu lắm rồi. Yeah. Nhưng mà Hiền sợ gia đình không có chấp nhận, cho nên Hiền mới nói dối á, là đi Mỹ. Khoảng thời gian qua hai đứa con sống chung ở trên thành phố. Vậy luôn á? Đúng vậy hả chị ba? Hiền ơi Hiền. Dạ. Bây giờ má ơi, giờ tôi không biết nói gì với nó luôn á. Vậy là cuối cùng là em Hạnh đâu có ở bên Mỹ hả? Dạ không. Chị Hoa. Tưởng gì Kiều không? Chị thừa chuyện với Tiên Mén. Ừ. Thì xin nó tặng gái cho mày. Thôi. Rồi bây giờ về giờ tôi ăn nói làm sao Hiền ơi. Thôi bỏ đi. Chẳng lẽ giờ con vậy đi giật chồng với anh hai con? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chúng ta mới đi tên nổi ốc hết trơn nè. Trời ơi, người ta yêu nhau kia đứng xa trời. Chị ba ơi, chị ba lỡ thương rồi giúp em đi. Chị cứ nói với mọi người là ngày mai em đi Mỹ rồi. Hả? Đúng rồi. Em sẽ đi với anh. Ủa gì hả anh hai? Ủa nhưng mà em đi Mỹ rồi, em đi Mỹ thiệt hay là em đi đâu? Thôi, tự hiểu đi. Đừng lên thành phố bà ơi. Trời ơi. Em nói với tía má đó là Tết năm nay anh không về. Cứ nói đại là khi nào anh sắp xếp xong công việc thì anh về nha. Giúp anh đi. Anh hai, Hiền ơi, đi đâu vậy? Không có được. Mới về mà đi đâu vậy? Tía má biết được, tía má buồn lắm đó nghe. Anh biết rồi, nhưng mà cái chuyện này tía má đâu có chấp nhận được. Trời ơi, Tết nhất cái chị ba có chấp nhận được không? Ba sao? Không, gì nè, em nói nghe nè. Bị gì á là tía má giờ cũng coi tivi được nhiều đó. Tía má, em thấy tía má coi mấy cái chương trình giống gì nè ha. Tía má cười. Thì cái đó là cười người ta, chứ còn chị gia đình làm sao cười nổi. Không, cũng không. Cười, cũng cười mà cười ra nước mắt á. Ừ, giống như là em nghĩ là tía má đồng cảm gì đó. Chứ không, có gì anh hai nói với tía má nghe đi, rồi lỡ có gì tía má ấy cho chứ. Nó nghe nè. Tía má thương anh hai mà. Được rồi, để chị nói vô giùm cho ha. Với lại mấy tụi chị già rồi chứ cũng không có cổ lỗ sĩ đâu, giờ cũng thông thoáng lắm hả chị ba ha. Dạ, tôi ta không nổi rồi. Trời ơi, có sao tự nhiên bà đứng hình vậy? Đâu có sao đâu, thì thấy gì đám cưới con Phong giờ đổ lạnh đám cưới của anh hai với lại anh Hiền. Đúng không cô Sáu? Rồi. Ôi, hồi nào giờ là mình đám cưới trai gái không ha? Đúng rồi, cô dâu chú rể. Ừ, là chuyện bình thường. Đúng rồi, kỳ này đám cưới hai thằng trai. Vui ha, vui. Vui lắm nha, trời ơi. Tôi tưởng tượng là hả, Tết nay ở làng mình ăn một đám cưới hoành tráng của hai thằng đồng cấp. À quên, hai đứa trai. Trời ơi, ghê. Vô đây à? Dạ. Cái gì vậy? Có vô không? Thì vô cũng từ từ chứ. Thì từ từ thì để bó tay ra cho người ta vô. Đứng xà ràng dính nhau như sam, làm như yêu nhau không bằng vậy đó. Người ta có hạnh phúc thì người ta phải khoe chứ. Cô ba ơi. Kệ đi. Ê nó nghe nè, cái chuyện bên nhà em á là anh sắp xếp xong hết rồi. Bây giờ không cần phải giấu giếm nữa. Dạ. Mà công nhận bé Hoa nó hay thiệt nha. Không biết nó thủ thỉ gì với tía má đó mà má xui lầm rồi. Ê, cũng phải nhờ anh cố gắng gì lắm đó nha. Dạ. Anh tạo được điểm gì lắm đó. Ê nó nghe nè, hồi nãy là có mua giúp cho thằng bé đó khoảng 10 tờ giấy số. Nếu mà trúng số nha, mình làm đám cưới lớn luôn nha. Dạ. Anh nói em thích quá à. Mà cái thằng bé anh nói với em là mẹ của nó bị bệnh, gia đình nó khó khăn á, đúng không? Đúng rồi đó, nhìn nó thấy thương lắm. Tuổi ăn tuổi học mà phải đi bán giấy số để mà lo cho gia đình. Mà anh nghĩ là mua giấy số vậy thì cũng không có ổn lắm đâu. Tại vì á, làm sao đủ tiền để lo cho mẹ nó. Nếu mà như vậy mình phải kêu gọi mọi người để giúp đỡ nó nha. À, đúng rồi, cái ý của anh hay lắm, em thích. Có hai tờ giấy số. Ủa, cô ba đâu? Không có trong đó hả? Không thấy. Dạ, chắc đi ra ngoài cô Sáu đi mua đồ gì thôi, đi chợ gì đó. Đi chợ hả? Ừ. Ờ, nhưng mà cũng đâu quan trọng. Hả? Ra sao? Thì ý là em mới vừa nghe lén một cái câu chuyện nó quan trọng hơn. Mà nghe lén vô gì? Nghe nói là hai anh trúng số gì đúng không? Ủa? Đâu có đâu, chưa có trúng gì mà. Chị mới mua hai tờ thôi. Đúng rồi. Chuyện á là hai anh tính là quyên góp một cái số tiền cho cái thằng bé mà bán giấy số á, để mẹ nó có tiền đi chữa bệnh. Đúng rồi. Trời ơi, thánh thần ơi. Ba, cái chuyện này tại sao không cũng tôi? Trời ơi, cái nghề của tôi mà. Bây giờ muốn giúp nhiêu tiền? Không có tiền. Vậy giúp bằng gì má? Có cái miệng. Miệng để làm gì? Cái miệng tôi quyên góp dữ lắm mà nghe. Cho nó nghe nè, chấm ra đi. Ôi, chà má ơi. Cái gì vậy? Dù gì, có thứ gì. Thôi bây giờ vậy là không giúp được tiền đúng không?
thì tôi quyên góp phụ cho. Con biết rồi, bây giờ nhà nào không giúp được tiền á thì mình chịu khó ha, mình đi vận động bà con. Ừ. Hiểu không? Người ta giúp được tiền này mà giúp được tiền, người ta giúp được quà thì giúp được quà. Ừ. Hiểu chưa? Thôi bây giờ tính ra về. Sao? Mình chia nhau mình đi kêu gọi bà con. Ok. Yeah. Đúng rồi, chia nhau ra đi đi. Đi kinh. Đi nha. Ôi trời, trời đất ơi, mới gì nói chia nhau cái nắm tay nhau đi xì nẹo vậy đó.